bến xe miền Đông mới tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh là bến xe lớn nhất cả nước với diện tích hơn 16 hecta, gồm 4 khu vận hành. Trong giai đoạn 1, bến xe sẽ khai thác trong phạm vi nhà ga trung tâm với 6 cổng vào, khu vực đậu xe chờ tải, khu vực đón trả khách được xây dựng hiện đại. Trước mắt, bến xe sẽ vận hành 24 tuyến xe với cự ly 1.100 km trở lên, tính từ thành phố Hồ Chí Minh đi đến các tỉnh từ Quảng Trị trở ra phía Bắc. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà xe và hành khách, trong 3 tháng đầu, đơn vị sẽ nhận ủy thác bán vé cho khách ở bến xe hiện hữu. Cùng với đó, các đơn vị vận tải tạm thời cũng được tiếp tục lưu đậu và đón trả khách tại bến xe miền Đông cũ trước khi đến bến xe mới, hoàn tất thủ tục xuất bến. Trong tương lai sẽ kết nối với các cái loại hình vận tải các công cộng khác, mà đặc biệt là tuyến metro số 1 mà Bến Thành Suối Tiên đi vào hoạt động, thì cái việc người dân tiếp cận tại bến xe miền Đông mới nó được thuận lợi và dễ dàng hơn, thì cái việc giảm ùn tắc nó đạt hiệu quả cao hơn. Bến xe miền Đông mới được xây dựng theo mô hình phức hợp, bao gồm khu mua sắm, vui chơi, giải trí, khu triển lãm. Ngoài ra, tại đây cũng đã được bố trí các điểm tra cứu, bán vé điện tử, nhằm mang đến nhiều trải nghiệm tiện ích hơn nữa cho hành khách, đặc biệt là góp phần giảm tình trạng chen lấn trong những dịp cao điểm. Hiện nay, một số tuyến xe buýt cũng đã được kết nối với bến xe miền Đông mới như tuyến số 55, 76, 93, giúp tạo thuận lợi cho quá trình di chuyển của quý vị khán giả.